nay có một hiểu lầm khá là trầm trọng đấy, dẫn đến cái việc mà mình bị đuổi ra khỏi nhà. Ok, mình đuổi thì mình đi thôi, mình không làm gì ra tiền, mình không làm gì được ra tiền, mình đi là chuyện bình thường. Có gì giờ ra cần gì tao ra thôi. Và mình sẽ đi cùng với con bé này nha anh em. Mình sẽ đi cùng với con bé này, mình thử đi bụi đời và sống luôn trong rừng coi thử thế nào. Ok, thôi mình bây giờ mình sẽ đi luôn. Có điện thoại, có điện thoại. Alo. Mày bị đuổi ra khỏi nhà. Con đéo gì mà đuổi ra khỏi nhà. Mẹ sao cứ tùng hộp thế. Được rồi rồi, thế thì đi xuống đây đi với ta. Ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi, anh em mình đi luôn. Đi luôn nhá, đi không về nhá. Ok ok, nhanh xuống nhanh nhanh xuống nhanh, đợi. Thật là trùng hợp. Thì hôm nay mình bị đuổi ra khỏi nhà, cùng lúc đó là thằng em mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Hay là hôm nay có điểm báo gì ta? Thôi rồi, thế thì thằng nào cũng đi rồi. Đấy, thôi đợi nó đi luôn nhá. Ok. Sau khi vài giờ đồng hồ đi bụi đời thì đã phát hiện được một ông. Ông mật nha anh em. Để khói vô cho đợt hang cho anh em. Đấy, sản phẩm đầu tiên luôn. Sau vài giờ đi rảo thì đã có sản phẩm đầu tiên nha anh em. Mày ông ruồi đúng không? Mà hơi già rồi, có một tí mật rồi. Cái này là chắc chữa trị, ví dụ có bị côn trùng cắn này chữa trị rất tốt này. Thử cắn lên thử. Nó là ngọt, nước vào. Ăn thử đi. Đúng không? Thằng thử miếng. Thằng thử miếng lấy cái bi bóng mà bỏ vô rồi mình lỡ có con trùng đốt thì mình cắn đi. Cắn đi. Chưa? Ngọt có ngọt không? Sau vài giờ thì tôi đã nhặt được, mỗi người đã thử thứ được một miếng rồi. Đấy, và chúng ta sẽ để dành cái sáp ong này để lỡ mà bị côn trùng đốt hoặc là bị vết thương nào đó thì chúng ta sẽ dùng ong để sát trùng cho anh em. Ok, và chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục nào. Và anh em chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường để xem thử những cái khu rừng chúng tôi đi qua có cái gì đặc biệt không. Và tôi sẽ quyết tâm sống luôn trong rừng, không về nhà nữa. Thế cho quên hết sự đời đi. Nhờ xin phép anh chủ khoai lang nhé, mình nhờ xin vài củ để mình sống qua ngày thôi. Thì bây giờ cũng là gần tối rồi, thì hai chú nghiên cứu kiếm cái suối gần đây nhất. Ở gần đấy có cái ruộng, xuống đấy kiếm cái suối và làm một cái bếp lò trước đây, không nhúm lửa với lại là chuẩn bị để
anh với chú Lắc sẽ đi kiếm ngô. Ha? Nếu như không có mồi thì đằng nào cũng có khoai lang với là chuối rồi nha anh em. Thì tối nay chúng tôi sẽ có một món là khoai lang và chuối nướng. Đấy. Thì trước mắt là chưa có thịt, nhưng mà bây giờ tôi với Lắc với đồng chí Lắc này sẽ đi kiếm thịt. Còn hai đồng chí còn lại kia là sẽ đi kiếm chỗ trú chân và kiếm chỗ nhóm lửa. Ồ đi đi. Ngồi đi đi anh em mình đi. Ra đây. Hy vọng ở đây chúng ta sẽ kiếm được mồi ở đây. Phát hiện ra một ổ trứng gà anh em ạ. Đấy mọi trứng gà rừng. Hèn gì con nô nó cứ sao quần hết. Nô đấy đâu. Thử cho anh trái này. Trứng gà to quá. Xem nào. 2, 4, 6, 8, 9 trứng. Không biết là 9 trứng nó đẻ nữa không ta. Đấy và anh em tôi đã tìm được một ổ gà. Đấy, tối nay lại có thêm trứng nữa thì tuyệt vời rồi. Khoai lang thôi, này thường nên lắc nhặt bỏ vô bia. Đấy, đúng là trứng gà. Phải nói là khá là vất vả. Đấy, và tối nay lại có thêm được món trứng nữa. Tuyệt vời, ngày đầu tiên mà khởi động như thế này là quá tuyệt vời luôn nha anh em ạ. Đấy, anh em đón xem món trứng gà nhá. Trứng gà rừng bọc mùn. Lên tiếp cùng đang bùn, đang bay đi ra bùn nữa, sắn vô này, okay, tạt nước vô nước nhé. Bò cắn bò làm thịt luôn. Cả hết cả cục luôn. Rồi, thuận lại chất thứ cuối. Ờ, của ta tao, tao đi lên chỗ kia kia thẳng, nó cái củi của nó. Con gà không? Con gà không? Này, không phải cái mẹ nào, có cái gà không? Cái gà không? Mày, đi. Thả đâu anh Thái? Đừng có được bể. Lại có bò ăn thịt. Ê chặt cẳng bò. Bò dưới đâu? Bò dưới lên đây. Chặt.
tiêu bạn. Quay video tao đi. Này nó điện quá. Cũng không ngon cho lắm nhưng mà đi rừng mà kiếm được món như vậy là có ok rồi nha. Trứng nướng bùn nữa nha. Thôi, gói ăn quả trứng này rất là giá trị. Trứng cất gà rừng luôn nha. Cơ bản là ăn cũng ngon. Nè. Nãy thôi còn miếng vỏ cho thưởng nhân bi. Khuyên đẹp ra. Ok. Và ăn xong rồi chúng tôi sẽ làm cái trại ở ngay đây để nghỉ qua đêm rồi ngày mai sẽ tiếp tục lên đường nha. Cơ bản chúng mình vùng núi nhưng mà đi mãi không hết đồng. Vẫn đang còn cánh đồng, vẫn đang còn ruộng, vẫn đang còn là đồi rừng của chỗ cơ bản là hơi xa nhưng mà vẫn có người hay qua đây. Mà chúng tôi sẽ tiến hành đi sâu vào rừng hơn nữa anh em. Thằng em nó đã rửa cho mình, rửa hộ mình quả trứng này và mình sẽ ăn quả trứng mới. Trứng này nha anh em. Đấy. Giá trị. Đào tạo không có mà cái trứng đâu chứ anh ối. Không cứng mấy cái trứng nó cứng hơn cục đá. Lấy cục đá đập vô bể cục đá mà. Trứng trời đá. Tao chỉ làm một lần thôi các cho các mày coi nha. Để cho trứng mày. Đó. Ăn trứng không khá là mắc cổ nha. Chắc phải kiếm ít nước uống rồi. Và tôi sẽ làm trại luôn và ngay bây giờ nha anh em.